Chương 1 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com. Người xưa có câu, đã mà có số xuôi thì uống miếng nước cũng dắt vào răng cơ mà đây cũng chỉ là câu tục ngữ thôi, chứ uống nước tất nhiên là không thể dắt răng rồi. Thế nhưng khi tại dư an thấy một bài đăng nói cậu dựa vào 20 mới có thể có được vai nằm chính bộ phim huyễn Ca thì vẫn hoảng hốt sặc một phát, mà phần top công bên dưới khu bình luận còn gáy mạnh nửa cơ. Đây có phải bí mật gì đâu? không phải cậu ta chỉ là một sinh viên bình thường à làm sao có thể nổi tiếng nhanh vậy được lại còn bỏ học để đi diễn chả phải là vì thấy mình sẽ vẫn nổi như vậy nên mới làm chuyện khùng điên thế à người bình thường sao có thể làm được cái trò này bây giờ lùm xùm lớn vậy mà cũng không lo mà đè xuống kim chủ không còn muốn bảo vệ cậu ta nữa à huyễn ca là bộ phim cổ trang cậu mới nhận nhân vật nam chính này là cậu đi thử vai mới nhận được sao đến mồm những người này lại là cậu ngủ với kim chủ mới có được vậy? Tạ Dư An lướt nhanh từng cái bình luận khó nghe, dẫn đến tiếng người, nhưng mà khi cậu đang lúng cuốn lau đi vệt nước dính trên màn hình thì lại trượt tay nhấn like cái bài đấy, vì thế mà Tạ Dư An lại càng ho kịch liệt hơn may là cậu không có dùng ác uy thật, nếu không thì ảnh cắp cậu trượt tay bấm like bài viết về mình sẽ tiếp tục leo lên hot sức mất. Tạ Dư An mới nghĩ đến thôi mà da đầu đã tê rần rồi, lại vì có chút chột dạ nên khi nói chuyện giọng nói có chút trầm khang. Khủ! Anh Đông, thế nào rồi, vẫn không đè xuống được sao? Cậu sao vậy? Bị bệnh. Người gọi cho tạ Dư An là Tất Đông Thụ, anh ta là người đại diện của tạ Dư An, nghe cậu ho khang kèm giọng nói có chút không ổn thì trước tiên hỏi thăm một câu, sau khi nghe tạ Dư An nói xong thì liền tức giận, đè xuống. Cái này phải đè như thế nào? Cậu có khả năng kêu kỳ hiên xóa uibo không? Mà cứ cho là gã xóa đi cũng không biết sẽ bị người ta xào nấu thành cái dạng gì. Mấy người đó chắc chắn sẽ bị chuyện viết chết cậu chỉ để thêm dăm ba cái lượt xem. Kỳ hiên ba tháng trước đã đạt được giải ảnh đế kim tượng tại liên hoan phim hoa thành, danh tiếng hiện giờ đang bay cao, tùy tiện nói một câu liền trở thành đề tài nóng hổi, chỉ lai like dạo trên uibo thôi mà biết bao nhiêu con mắt giỏi theo, lần này còn đặc biệt xe uibo thì khỏi phải nói rồi tạ dư an nghe sơ qua thế đã hiểu là mình không còn đường lui rồi cậu thả ly nước xuống bước vào phòng tắm mở vòi nước hứng vào tay tạc lên mặt cho tỉnh táo đầu óc điện thoại đã được tạ dư an đặt trên bệ rửa mặt vì mở loa ngoài nên vẫn có thể nghe được rõ ràng giọng nói của tất đông thụ dư an này không thì cậu nghe lời khuyên của tôi đi cúi đầu xin lỗi kha tài cảnh một câu thì chuyện này vẫn còn có thể xoay chuyển xin lỗi dựa vào cái gì bắt em xin lỗi, em cái gì cũng chưa từng làm. Tạ Dư An nghe vậy bỗng ngẩn phát đầu dậy, siết chặt nắm tay sau đó lại hạ thấp giọng mỉm cười lạnh lẽo. Anh vừa nãy không phải đã nói rồi sao? Ngay cả Kỳ Hiên cũng đã xe ui bô rồi, gã vừa lên tiếng thì còn biết bao nhiêu người chờ đạp em một phát nữa, dù cho em có nói xin lỗi thì còn có thể như thế nào? Lần này đến lượt tất đông thụ im lặng. Hơn nửa vụ này là họ đổ oan lên đầu em, em không hề làm cái gì hết mà muốn em xin lỗi sao nằm mơ tạ dư an nghiến răng nghiến lời chậm rãi nói ra từng câu từng chữ hai chữ cuối còn cố tình nhấn mạnh biểu đạt ý tứ rõ ràng là bản thân tuyệt đối sẽ không cúi đầu nói xin lỗi tất đông thụ lại hỏi cậu vậy bây giờ cậu tính như thế nào cho người đè chuyện này hay mua thủy quân gì thì cũng cần đến tiền hiện giờ chúng ta đã không có bao nhiêu tiền rồi còn có công ty bên kia tất đông thụ mặc dù dùng từ rất uyển chuyển nhưng tạ dư an vẫn nghe ra được anh đang nói bóng gió công ty từ một tháng trước đã dừng chi tiền cho cậu mua thủy quân đè tin tức cơ mà lúc đầu đúng là cũng cố gắng xoay sở chu toàn cho cậu dưới mọi tình huống rồi nhưng tình hình trước mắt vẫn là không xoay chuyển được gì nếu như bọn họ thật sự buông tay mặc kệ chuyện này thì danh tiếng của tạ dư an trong cái giới này có lẽ sẽ thối đến mức trực tiếp rút lui khỏi vòng giải trí một khi tạ dư an đã không còn giá trị với công ty thì dù có từng là cậu trai trẻ đẹp trai nổi tiếng có lượng fan đông thì công ty cũng sẽ vứt bỏ cậu, chưa kể công ty vốn đã sớm không chi tiền đề tin tức nữa, bỏ mặt cậu tự lo liệu. Tạ dư an giả vờ như đang thoải mái mà nói. Tất nhiên là tìm kim chủ đến giải quyết cho em. Tất đông thủ có chút cạn lời mà trả lời. Cậu có kim chủ cái quái gì? Tạ dư an vừa mới lên ủi bộ xem bình luận của Antifan xong, hiện giờ trong bụng vẫn còn chưa hết tức, nghe tất đông thụ nói thế thì nhở miệng trả lời. Mấy người trên mạng đều nói em có, mà không chỉ có một thôi đâu, em chỉ cần nhấc điện thoại lên là có thể tìm đến 10 kim chủ thay em giải quyết việc này. Tất đông thụ. Tạ Dư An nói mấy lời này cũng không để ý chút nào, giọng điệu đơn giản cứ như hoàng đế lật thẻ bài thị tẩm phi tần ở hậu cung. Thế nhưng tất đông thụ không quan tâm đến điểm này, anh im lặng suy nghĩ vài giây sau đó liền đoán ra được chút manh mối. Anh tóm lấy Tạ Dư An mà hỏi. Tạ Dư An, có phải cậu lén lên Ui Bồ sau lưng tôi không? Lần này đến lượt Tạ Dư An im lặng. Tất đông thủ hiểu rõ một anti-fan có thể phun ra được những lời độc ác cỡ nào. Trước kia Tạ Dư An không xảy ra việc gì đã không thể khinh thường bọn đấy rồi. Hiện giờ nổ ra vụ bê bối chấn động như này Tất đông thủ nào dám để Tạ Dư An lướt Ui Bồ. Trước hết dứt khoát cấm cậu lên Ui Bồ anh sẽ đem toàn bộ tình hình nói lại cho tạ dư an nghe sau anh bảo vệ kỹ càng như vậy là vì sợ tạ dư an không chịu nổi áp lực lớn suy nghĩ nhiều dẫn đến trầm cảm rồi nhất thời nghĩ quẩn mà nhảy lâu chúng ta nói qua rồi mà không cho phép cậu lên ui bồ tôi sẽ đem tất cả tình hình nói cho cậu nghe vậy mà cậu tạ dư an nghe ra giọng của tất đông thụ vô cùng lo lắng liền tránh nặng tìm nhẹ mà an ủi anh anh đông tiền em vẫn còn anh đừng để ý nói với team Pia bên phía đoàn đội ngừng luôn đi, dù sao cũng không có tác dụng gì. Cậu còn có tiền, tiền ở đâu ra? Tất đông thụ nghe tạ Dư An nói thì liền sững sờ. Em mượn nhị nhung, cậu đừng có gạt tôi, tháng trước gã vừa cho cậu mượn 3 triệu, tháng này còn có thể cho cậu mượn bao nhiêu? Tất đông thụ lại càng nóng nảy, anh nín thở chờ thanh âm của tạ Dư An từ đầu dây điện thoại bên kia nhưng không nghe được gì cả, cứ yên lặng như vậy lại càng khiến anh hoảng hồn, anh lớn tiếng hỏi tại dư an dư an bây giờ cậu đang ở đâu nghe tôi nói này tại dư an cậu tuyệt đối đừng có làm chuyện gì ngu ngốc hiện giờ chúng ta còn chưa đến mức đường cùng cậu cứ quay về trước rồi chúng ta cùng nhau thương lượng không đợi tất đông thủ nói hết thì tại dư an đã ngắt cuộc gọi cậu ngẩng đầu liếc nhìn người trong gương người nọ có làn da trắng nõm mắt phượng hơi xếch lông mi đen nhánh thật dài lúc liếc nhìn người khác thì sóng mắt lưu chuyển càng làm nổi bật vẻ đẹp khiến người khác cảm thấy ở cậu có một sự lạnh lùng xa cách, sống mũi cao kèm với môi cụ ấu. Không cười thì khuôn mặt cực kỳ lạnh. Lùng kiêu ngạo, khi cười lên thì khóe môi khẽ nhếch, tràn ngập vui tươi. Cũng bởi vì có gương mặt như vậy mà Tạ Dư An dù chỉ diễn vai nam hai của một bộ phim cổ trang cũng đã nổi tiếng, để rồi cứ thế trở thành cậu trai trẻ đẹp trai được nhiều người săn đón, người hâm mộ đều gọi cậu là Tạ Công Tử, có lẽ là do cảm thấy điều bộ dáng dấp lạnh lùng xa cách của cậu rất giống một công tử cao quý không ăn khói lửa nhân gian. Từ đó về sau đến không hết số lượng kịch bản phim cùng đủ loại hợp đồng quảng cáo dồn dập kéo đến cho cậu chọn. Năm ấy, Tạ Dư An vừa tròn 19 tuổi. Liệu có được mấy người chỉ mới 19 tuổi trong khi ra mắt không bao lâu đã nổi tiếng chỉ sau một đêm? Rồi lại có biết bao nhiêu ngôi sao ở trong cái giới này vật lộn tìm kiếm, chịu đựng mấy chục năm nhưng vẫn chỉ là một kẻ vô danh. 19 tuổi, nhiều người vẫn còn chưa tốt nghiệp, vẫn còn đang tỉnh tỉnh mê mê ngồi trên giảng đường đại học, đối với việc 4 năm sau sẽ tốt nghiệp mà bước chân vào xã hội vẫn còn nửa chờ mong nửa khủng hoảng, vậy mà Tạ Dư An bây giờ đã có thể hưởng thụ danh tiếng và của cải do sự nổi tiếng mang đến. Nhưng cậu cũng chỉ mới bước chân vào giới giải trí, đối với cái vòng này vẫn còn nhiều thứ chưa hiểu rõ, vẫn như trước mà trắng là trắng đen là đen rõ ràng, không biết thay đổi tính cách, nói dễ nghe là thiếu kinh nghiệm, khó nghe chút thì là trẻ tuổi ngông cuồng, chỉ trong thời gian ngắn đã làm mít lòng rất nhiều người, càng khỏi nói mấy người đó vốn đã ghen tị với cậu, chỉ chực chờ cậu sa sút liền đạp cho mấy phát vào người. Và thế là cơ hội mà họ chờ đợi cuối cùng cũng đến rất nhanh. Ba tháng trước, Tạ Dư An nhận được một kịch bản phim cổ trang xuyên không, là cái bộ fan nói cậu nhờ vào kim chủ mới có được vai nam chính tên là Huyễn Ca. Diễn cùng cậu bộ này còn có bạn tốt nhất của cậu là Liễu Tiễn Ninh, còn có cả Kha Tài Cảnh đã đè ép cậu như rơm trả lần này. Thời điểm bọn họ đang diễn một đoạn đấu võ thì Kha Tài Cảnh không biết mắc cái giống gì mà đem hết mấy cảnh đánh quyền thành tác vào mặt Tạ Dư An rồi còn nói là không cẩn thận, lần cuối còn dùng móng tay cào xuất mặt cậu. Vốn đang diễn, lại còn đang đánh võ, có bị thương cũng không hề gì, Tạ Dư An cũng không phải loại người yếu ớt, bị đánh nhầm vài cú cũng có thể chịu được nhưng cái thằng Kha tài cảnh lại đánh lên mặt cậu, còn cố ý đổi cú đấm thành tác, tạ Dư An làm sao có thể chịu được nữa, đây chẳng phải là công khai cà khịa cậu sao? Chuyện cậu bị Kha tài cảnh đánh những người khác cũng nhìn thấy, cả đạo diễn cũng nhìn không được mà mắng Kha tài cảnh vài câu. Ngoài miệng gã nói sẽ không như vậy nữa nhưng chờ qua nờ lại tiếp tục tác tạ Dư An thêm một bạc tai, lần này còn khiến mặt cậu bị thương. Khuôn mặt vốn là cần câu cơm của nghệ sĩ bọn họ, tạ dư an rốt cuộc không nhìn được nữa liền hung hăng đẩy kha tài cảnh một cái, kết quả liền xảy ra chuyện. Bọn họ diễn cảnh đánh võ trên một cái đài cao, hai bên đều đang buộc vào cáp treo, tạ dư an đẩy kha tài cảnh mặc dù có mạnh nhưng không đến nỗi khiến gã ngã từ trên đài cao xuống, nguyên nhân chính khiến gã ngã xuống là do dây cáp của gã bị đứt. Kha tài cảnh trực tiếp từ đài cao 8 mét ngã xuống, gãy mất hai cái xương sườn cùng đùi phải, ngay hôm đó được đưa đến bệnh viện. Rạng sáng hôm sau, Tin tức tạ dư an tỏ vẻ hống hách, cố ý đẩy bạn diễn từ đài cao xuống lập tức xuất hiện trên trang nhất. Cư dân mạng đều nói hình tượng của tạ dư an sụp đổ rồi, gì mà công tử cao quý, rõ ràng là cái tên công tử bột, mới nổi tiếng không bao lâu đã tỏ vẻ hống hách không coi ai ra gì, lại còn đẩy người từ đài cao xuống đến mức gãy cả chân, nếu cái đài cao thêm chút nữa khéo kha tài cảnh đi hửi nhang cơ mờ Tạ dư an cũng không ngờ kha tài cảnh lại ngã nặng đến như vậy nhưng cậu vẫn không thể hiểu được tại sao thằng đấy lại ngã xuống, bọn họ cách cái mép đài một khoảng khá xa, chủ yếu là trên người gã còn có dây cáp mà không hiểu sao lại bị đứt. Nghe trọn bộ tại mê truyện audio.com, link trực tiếp ở phần mô tả.